À, bây giờ trước khi mình nhận bệnh, mình đọc kinh cầu xin Chúa nha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cứu xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết gì phải làm, cũng như là xin Chúa giúp đỡ cho mọi việc. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con nhận một ca bệnh nan y, ung thư phổi. Địa chỉ của bệnh nhân này là ở Bà Rịa Vũng Tàu, và có giấy giới thiệu là Hội Chữ Thập Đỏ xã đã giới thiệu ở Bà Rịa Vũng Tàu giới thiệu như đây. Chúng con cầu xin Chúa là đến giờ lòng thương xót ban phước lành cho bệnh nhân này, và xin Chúa hãy chữa lành cho người chị em này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Amen. Nhân Cha và Con. Rồi bây giờ Cha xin chào tất cả mọi người. Xin chào sư thầy. Chào thầy Thanh. Thầy Năm với thầy Tâm. Với bệnh nhân với hai người thân. Bây giờ trước khi Cha nhận cái ca bệnh này thì Cha nói nguyên tắc ở đây nha. Cái nguyên tắc của Cha ở đây là khi nhận một bệnh nhân thì bệnh nhân đó phải có những điều kiện sau đây. Thứ nhất là bệnh nhân đó phải là bệnh nan y bác sĩ chạy. Nan y gì thì Cha không biết, nhưng mà bệnh nhân đó phải là bác sĩ chạy Cha mới nhận. Chạy chưa? Con bác sĩ chạy chưa? Chạy lâu chưa? Chạy lâu rồi. Chạy hơn 1 năm rồi. Vậy thì đúng là bệnh nhân đó Cha nhận đó. Thì khi đó bệnh nhân đó phải có đầy đủ cái bộ hồ sơ ở phía bên ngoài. Hồ sơ bên ngoài là có hồ sơ bệnh án của bác sĩ thẩm định mình bệnh gì, chẩn đoán mình bệnh gì. Thứ hai là bệnh nhân đó phải có giấy chứng minh nhân dân để xác nhận là bệnh nhân đó là người ở đâu. Thứ ba, bệnh nhân đó phải có một cái giấy giới thiệu của địa phương. Ví dụ như là người Công giáo thì phải là cha sở nhà thờ ký tên, xác nhận giới thiệu vô đây. Còn nếu như Phật tử thì phải là sư thầy ở chùa ký tên. Còn nếu như là không tôn giáo gì hết thì phải có chính quyền địa phương xác nhận. Thì con là bệnh nhân ung thư phổi ở giai đoạn cuối, bác sĩ đã chạy 1 năm rồi. Thì con đã làm được 3 chuyện này. Tức là con đã có một bộ hồ sơ bên ngoài. Thì bây giờ Cha nói tiếp. Khi Cha nhận một bệnh nhân là phải có những điều kiện này. Điều kiện thứ hai con phải có khi làm hồ sơ chữa bệnh, con phải có điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai là con phải theo sự hướng dẫn của các thầy lương y ở đây. Đây là ban diện chẩn để điều khiển liệu pháp của bệnh của con nha. Như vậy thì bắt đầu từ hôm nay nhận bệnh con, thì ban diện chẩn này yêu cầu con làm cái gì, con phải làm cái đó. Nếu con không làm theo cái phác đồ của ban diện chẩn này là con bị trả hồ sơ. Nói rõ ràng là con bị đuổi ra khỏi phòng khám nha. Cụ thể cho ví dụ, hôm nay trở đi thì con là bệnh nhân, mà nếu ban diện chẩn đề nghị con ăn cháo trắng thì con ăn cháo trắng. Đề nghị con ở nhà trọ, con ở nhà trọ. Nếu con không theo phác đồ này thì con không được nhập viện. Nhưng khi ngay từ đầu mà con đồng ý với phác đồ này mà nửa chừng mà con chạy về, con đào ngủ, con không chữa bệnh, thì cha phải báo về địa phương của con. Cái nơi mà ký giấy cho con, cha báo về đó là con đã đào ngủ, tức là con không trị bệnh nữa, không trốn về. Lúc đó cha không có trách nhiệm nha. Bây giờ cha nhận bệnh con là có giấy của Hội Chữ Thập Đỏ xã Quảng Bình ha. Hoàn thành phải không? Hội Chữ Thập Đỏ xã Quảng Thành đây đã ký cho con như vậy thì cha mới nhận. Vậy thì khi cha nhận cái giấy này, khi cha nhận cái giấy này mà con đào ngủ là cha phải gửi lại một cái giấy cho Hội Chữ Thập Đỏ xã này, cha báo rằng là con đã đào ngủ, con đi khỏi phòng khám cho hôm nay ha. Ngược lại con muốn đi ra khỏi phòng khám, muốn xin về, con phải báo cho ban diện chẩn biết để người ta liệu pháp cho con về lúc nào.
nha. Chứ con không được đi ngang về dọc. Con vô đây là con vô có phép, thì khi con ra khỏi phòng khám con phải có phép, con hiểu không cha? Mít lần trước đặng làm sao nha. Bây giờ cha nói tiếp với con nghe, cha nói cho con biết tại sao con bệnh. Con có biết tại sao con bệnh không hả? Con có biết cái lý do nào, nguyên nhân nào mà làm cho con dẫn đến cái ung thư phổi không có thuốc chữa không? Chồng con có biết không? Con có biết là sao mà em con là ung thư phổi không có thuốc chữa không? Đang con mệt chứ. Khoảng đi khám là bệnh ung thư. Anh có biết không? Chính vì cái chỗ không biết đó mới đến đây để biết mình bệnh gì, đến đây để biết tại sao mình mắc căn bệnh này. Còn nếu mà mình đi đến bác sĩ á thì họ không cho mình biết cái nguyên nhân tại sao mình mắc cái căn bệnh này, rồi giờ mình điều trị như thế nào họ không cho mình biết, rồi họ điều trị cho mình mà hết thuốc chữa họ chạy thôi. Cái bệnh của con á hiện nay là các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới chạy, còn ở đây không chạy. Bệnh của con là bệnh ung thư phổi ở giai đoạn cuối. Nếu con trị bệnh ở Tây Y, ở các bác sĩ giỏi nhất của nước Việt Nam, thì nó sẽ làm cho con ba điều kiện: một là sẽ mổ ra, hai là sẽ quá trị, ba là sẽ xạ trị. Thì có nghĩa là mổ theo kiểu là bỏ cái khu đó ha, bỏ cái ung đó bỏ, xong đó người ta mới đưa một cái mũ thuốc quá trị vào để khống chế tất cả những con virus nó không được chạy lung tung trong cơ thể con ha. Sau khi khống chế rồi là bắt đầu chích một cái mũi xạ trị vô trong đó, rồi là coi như con chỉ chờ đến ngày chết, tức là kéo dài sự sống cho con. Chết lúc nào không hay à, nhưng mà ngược lại thì bác sĩ trên trần gian đối với cái bệnh của con hiện nay, các bác sĩ giỏi nhất trên trần gian này là chỉ kéo dài sự sống cho con được mấy ngày nên mấy ngày. Còn ban viện chẩn ở đây là kéo dài sự sống cho con nếu con đủ phước báo dẫn đến tiền căn không còn mắc bệnh ung thư nữa, hiểu không? Ở đây là giống như các bác sĩ giỏi nhất trên trần gian vậy. Ban viện chẩn này là sẽ khống chế cái bệnh của con, cho con kéo dài sự sống nếu con có đủ phước báo dẫn đến con tiệt căn cái bệnh ung thư phổi. Cảm ơn cái gì, để cha nói tiếp. Nghe hết bệnh là cảm ơn liền à. Nhưng để con bị tiệt căn thì con phải đòi rất nhiều điều kiện, chứ không phải nói là tiệt căn là vô đây uống liều thuốc thì về tiệt căn. Không có chuyện này con ơi. Có chuyện này thế gian có ai bệnh đó à. Hả nè. Vậy nếu con muốn tiệt căn cái bệnh ung thư phổi này thì điều đầu tiên là con phải nghe lời ban viện chẩn, viện chẩn này, để họ liệu pháp cho con, họ làm sao để cái liều thuốc này nó đến với cơ thể con, nó tiêu diệt được cái con virus này, nó làm cho con tiệt căn. Còn cái phước báo, nhưng cha muốn nó trước khi cha nói phước báo, cha nói nguyên nhân nó diễn ra căn bệnh của con. Cái căn bệnh của con mang căn bệnh ung thư này là do bởi con ăn sai thức ăn. Cái thức ăn mà con ăn vào cơ thể con là động vật. Hồi đó giờ con ăn động vật phải không? Vậy thì tất cả những cái thức ăn nó vào cơ thể con là nó phá hủy cơ thể con, chứ nó không làm cho con là tốt hơn được chút nào. Con tưởng ăn nó vào rồi nó làm cho con nên dốc lên hình. Có đó, lúc con còn trẻ nên dốc lên hình đẹp gái, mặt mũi là búng ra sữa, được trắng hồng đủ thứ. Nhưng đến vài chục năm sau, 40-50 tuổi đó lên rồi, con năm nay con mới 45 tuổi thôi không? Đó, con thấy không? Cái thời gian đối với con nó quá lãng ngắn đi.
Người ta 45 tuổi người ta còn sanh đẻ bình thường, còn con 45 tuổi nằm trời chết. Do bởi là con ăn sai cái thức ăn là động vật. Khi con ăn động vật vào, nó phá hủy hết hoàn toàn lục phủ ngũ tạng cơ thể của con. Và đây chính là cái nguyên nhân gây ra cho con bệnh ung thư phổi. Hôm nay con đến đây là con biết lý do con bệnh rồi. Là lý do gì? Ăn sai thức ăn là ăn động vật. Vậy từ nay trở đi, con kéo dài sự sống, tiệt cái căn ung thư này, con phải trở về ăn chay trường là nói theo đạo Phật. Nói theo đạo Thiên Chúa của cha là con phải ăn cây cỏ mang hạt giống, là con mới được hết cái căn bệnh này. Mà phải đòi hỏi con phải đọc kinh cầu nguyện niệm Phật tụng kinh nha, nếu không khơi khơi được à. Ngược lại nữa, trong cái giai đoạn điều trị này cho con thì con phải ăn cháo trắng để điều trị bệnh cho con. Rồi sau khi con ăn cháo trắng, con hết bệnh, con tiệt căn rồi, con về nhà con ăn chay trường là theo đạo Phật, ăn cây cỏ mang hạt giống là theo đạo Công giáo, và con phải đi làm thuốc bố thí. Cái bệnh này là nói theo đạo Phật là bệnh nghiệp, còn nói theo đạo Công giáo là đền nợ máu. Vì con ăn động vật, con đã ăn sai thức ăn, con đã ăn người anh em của mình là chính cái con động vật đó. Do đó đây là cái nguyên nhân dẫn con đến bệnh ung thư phổi. Còn anh chưa á, sẽ có ngày nếu ăn động vật. Chị nếu ăn động vật sẽ có ngày. Không có đơn giản được đâu. Đó nè, bà này dấu hiệu tao biết đó nè. Thấy không? Nhức mỏi cơ. Nhức mỏi bên đây. Ta biến rồi thấy không? Đó, cha nhìn thấy là cha biết, ta biến liền ha. Vậy liệu á, liệu nó biến một cái nữa là con nằm chỗ. Giờ đây con cũng phải về con ăn chay trường hoặc ăn cây cỏ mang hạt giống, vì nếu không con chết chứ cha đâu có chết. Con bệnh con đau chứ cha đâu có đau. Thấy không? Ở đây cha dạy cho con biết cái nguyên nhân dẫn con đến cái bệnh này. Sau khi cha dạy cho con biết cái nguyên nhân dẫn con đến bệnh này rồi, bây giờ cha mới nhờ cái ban diễn trận này khống chế cái bệnh cho con. Cộng thêm cái phước báo, cái hy sinh, cái hãm mình, cái đền tội của con dẫn con đến tiệt căn bệnh này. Và khi sau khi con đủ phước báo để tiệt căn rồi, con phải trở về nhà, con phải yêu thương cho con. Chứ đâu có chuyện trở về nhà mà tiếp tục ăn hậu dẫn con. Cái chuyện này trên đời này không có chuyện, không có chuyện này nha. Đó là cái cha đang chỉ cho con biết cái cách bệnh tật nha. Con thì lo xin giấy đi, vô chữa trị sớm, con không ngon đâu nha. Trời, ta biến con đó. Đó là cái mà cha đã nói cho con biết nha. Bây giờ cha bắt đầu tiến hành làm hồ sơ. Thì khi tiến hành làm hồ sơ thì cha đọc cái đơn của nhà nước ký cho con, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, giấy xác nhận kính gửi hội chữ thập đỏ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi tên là Nguyễn Thị Quý, sinh năm 1974, hiện thường trú tại ấp Công Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Nay tôi làm đơn này kính trình lên quý ban sự việc sau. Trong thời gian hơn một năm qua, tôi bị mắc bệnh căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Tôi đã điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh, trải qua 6 lần hóa trị, bệnh không có chuyển biến gì. Trong thời gian này sức khỏe không được tốt và bệnh viện coi như không có hướng điều trị tiếp tục. Vậy tôi làm đơn này xin quý ban xác nhận để tôi được điều trị tại phòng khám Đông y Việt y đạo ở tại xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Xin trân trọng cảm ơn, kính đơn quý Nguyễn Thị Quý. Đó là phần con viết đơn đó. Bây giờ phần xác nhận của quý ban xã. Xác nhận theo đơn trình bày của Nguyễn Thị Quý kính chuyển đến phòng khám Nan y Việt y đạo giúp đỡ Quảng Thành ngày 1 tháng 6 năm 2018, chủ tịch Phạm Văn Ánh, ký tên đóng dấu. Ha, thì đây là cái giấy mà chính quyền địa phương của con gửi con vào đây. Khi con vào trong này con khám bệnh thì con có cái hồ sơ này, con có cái giấy chứng minh nhân dân này, và con có cái hồ sơ bệnh án là bệnh ung thư phổi.
thì coi như con đã đủ hồ sơ bên ngoài. À, vậy là con bước một con đã đủ hồ sơ rồi nha. Khi con vào trong này, cha sẽ cấp cho con một cái thẻ bài. Đây, cái thẻ bài của cha đây. Cái thẻ bài này là chính quyền của xã Vĩnh Kim xác nhận cho con được khám bệnh ở đây mà không ai có quyền cấm cản con đó. Ngoại trừ cái ban diện trận này cấm con hoặc đuổi con hoặc không nhận con nữa thôi. Còn hiện tại con khám ở đây không ai có quyền cấm cản con hết nha. Đó là chuyện thứ hai nha. Bây giờ chuyện kế tiếp. Bây giờ là tới hồ sơ của bên trong phòng khám. Hồ sơ bên trong phòng khám thì con phải có hai cái đơn. Một là đơn xin khám chữa bệnh. Bây giờ cha đọc cái đơn này ra. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin khám chữa bệnh. Tôi đứng tên dưới đây là tên của con, năm sinh ngày tháng của con. Con cư ngụ ở đâu viết vô. Chứng minh nhân dân con số mấy, cấp ngày nào, nơi cấp ở đâu. Chức vụ con là gì, nghề nghiệp gì, con tôn giáo gì và số điện thoại liên lạc với con là con phải ghi vô trong khoảng này nha. Bây giờ cái nội dung đơn nè. Hôm nay tôi làm đơn này kính xin điểm hội chữ thập đỏ yêu thương cho con. Ở đây là điểm hội chữ thập đỏ nha. Cho tôi được khám chữa bệnh tại phòng khám Đông y Việt Y Đạo tại địa chỉ số 94 Góc Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Lý do tôi đang mang căn bệnh là con ghi căn bệnh là ung thư phổi giai đoạn cuối, là căn bệnh hiểm nghèo, tôi không còn tiền trả chữa nên tôi làm đơn này xin đến điểm hội chữ thập đỏ yêu thương cho không cho tôi được khám chữa bệnh miễn phí. Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của phòng khám Đông y Việt Y Đạo tại phòng khám yêu thương cho không, tôi chân thành biết ơn. Rồi cái đơn này, khi con ký vào cái đơn này thì con có một cái lợi là khi con được chữa lành bệnh không ai có quyền đòi tiền con hết nha. Còn con không ký vô là con hết bệnh nó đòi tiền con 1 tỷ luôn đó anh chị ạ. Thấy chưa, sư thấy có lợi không? Con mà không ký vô đây là có hết bệnh quốc con 1 tỷ đồng rồi con về bán nhà trả không đó. Vậy con nên ký vô đây không, nên ký không? Rồi. Tại vì ở đây yêu thương và cho không, hiểu rồi hả? Yêu thương và cho không, cho nên phải ký vô đây. Bốn mặt một lời, giáp mặt với nhau. Ngày xưa tôi vô tôi chữa bệnh tôi ký ông không tốn tiền, giờ ông đòi tiền tôi, tiền đâu tôi trả. Thấy nè, cái con ký cái đơn này là có lợi cho con, và con ký cái đơn này là có lợi cho cái ban diện chẳng ở đây, là người ta không có rủ con về đây khám bệnh, tự con về đây con xin. Do vậy mà không ai có quyền làm khó những người này, vì con về đến đây con xin mà, chứ đâu phải là sư thầy hay là ban diện chẩn này rủ con về. Mà con ở Bà Rịa Vũng Tàu, mà cha ở Tham Sơn cùng cấp, ai biết con đâu, mà con ở thành phố Vũng Tàu, cha ở với nhà quê nhà ta biết con đâu mà rủ con về. Vậy con ký cái đơn này có hai lợi: một là không ai có quyền đòi tiền con, hai là không ai có quyền làm khó những người này. Vậy con có nên ký không? Rồi, vậy con ký vô chắc chắn nha, chắc chắn mới cho ký nha. Ký vô này, viết này, con ký vô, con ký vô đi, viết nội dung này sao mạnh khỏe quá, biết chỗ nào là đưa ra cái ngồi viết mà. Rồi, vậy đây là một cái đơn mà con đã ký rồi nha. Đơn này chắc chắn khi con khám bệnh là con về không ai có quyền đòi tiền con. Mà trong quá trình con khám bệnh ở đây không ai có quyền nói cha hay là mọi người này rủ rê con, vì con đến con làm đơn xin mà. Rồi, một chuyện nha. Chuyện thứ hai là một cái giấy cam kết khám bệnh. Bây giờ cha hỏi thử con coi, những lần con vô hóa chất ở bệnh viện đó là họ có bắt con, vợ chồng con cái ký tên không? Chết có bồi thường không? Hả? Nếu con vô quá chắc mà lỡ xảy ra chết con là con có thưa người ta không? Mình chấp nhận nhưng mình không được thưa đúng không? Vậy thì trong cái giấy cam kết khám bệnh này con cũng phải làm y như vậy.
Nếu trong quá trình ban viện chẩn này điều trị cho con mà xảy ra chết đi, chết con là con không được quyền thưa những người này. Con đồng ý không? Đồng ý thì mới ký tên nha. Còn không đồng ý là không ký. Rủi ngày mai con mắc dịch mắc gió chết lại đây người ta ở tù sao? Con thưa người ta ở tù sao? Đúng không? Anh có đồng ý cho này không? Anh có đồng ý cho vợ anh là chết không ở tù không? Hả? Đồng ý. À, đồng ý thì mới ký tên vô nha. Ở đây cha đọc cái nội dung này cho con nghe, để cho con nghe một lần. Cảm ơn là con nói là cha ép con nha. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Giấy cam kết khám bệnh. Tôi đứng tên dưới đây là tên con, ngày tháng năm sinh của con ghi vô. Cư ngụ tại đâu? Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp. Chức vụ con gì, nghề nghiệp con gì, tôn giáo con gì, số điện thoại liên hệ với con. Đây là nội dung nè. Hôm nay tôi làm giấy cam kết này trước mặt ban viện chẩn ở đây. Ban viện chẩn đây nè. Rồi có cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, thầy Nương Nghi Du Xe Nguyễn Tấn Thanh, y sĩ Margarita Phạm Thị Thanh Tâm, sư thầy Thiên Mãn trụ trì, phó trụ trì chùa Liên Hoa và ông quản nhiệm và phụ tá của sư thầy. Đây là những người trong ban viện chẩn nha. Tôi hứa là, nghe kỹ rồi không, tôi sẽ tuân thủ theo phác đồ điều trị của phòng khám. Là phòng khám biểu tôi ăn gì tôi ăn đó, biểu tôi làm gì tôi làm đấy. Nếu tôi làm sai, tôi chịu trách nhiệm. Nếu tôi làm sai mà chết đi con người của tôi thì tôi, con tôi, gia đình tôi, dòng họ tôi, chồng con tôi không được quyền thưa kiện dịch vi cúc. Hiểu không? Hiểu mấy cái à? Không thấy không hiểu cha không trị bệnh à? Ngược lại nếu tôi làm sai nữa, tôi làm sai bất kỳ một điều gì trong phòng khám, ban viện chẩn đuổi tôi là tôi chấp nhận, tôi không có buồn. Ví dụ như hôm nay con ăn cháo mà con ăn miếng cơm là con bị đuổi đó nha. Con cặc miếng cơm là con bị đuổi đó. Mấy đứa này nó khám mà nó ăn cặc cộng nó muốn bị đuổi đó. Chưa nó ăn hộp cơm à. Bác ăn cháo trắng mà nó ăn 4 cộng nó muốn bị đuổi rồi. Cha nói trước là mít lòng trước ăn làm sao nha. Thế bác sĩ nó ăn cháo trắng là mãi mãi ăn cháo trắng đến khi nào con ăn khác. Ăn cặc cộng nó muốn cũng đuổi rồi. Lúc đó không được buồn nha, cha nói trước à. Mít lòng trước ăn làm sao nha. Chịu không? Chịu cho mấy ký, cho mấy chữa bệnh nha. Rồi. Đây là lời hứa của tôi trước mặt cha Tường, thầy Lương Y Thanh, y sĩ Tâm, sư thầy và ban viện chẩn. Đây là những lời tôi viết trước khi tôi ký giấy cam kết. Đồng ý nha. Cha hỏi lại một lần nữa. Chết là không được thưa kiện tri cứu. Ăn sai là bị đuổi. Ăn sai cái lời những người này là bị đuổi. Dù sai một cọng nó muốn cũng bị đuổi. Đồng ý không? Rồi, đồng ý ký tên cho đây. Ông ký như vậy. Đó. Người chồng ký tên làm chứng cho vợ đây. Rồi, chị ký tên làm chứng cho chị này. Ký vô đây. Thôi thôi, ai này mà ai đi ký, tự ký đi. Viết vô, viết chữ thập vô. Đó. Rồi, ít nhất là có ký ha. Rồi, y sĩ Tâm ký vô đây. Đây là tất cả mọi người này ký tên lên một xuồng để chữa bệnh cho con, chứ không phải con ký không nha. Thầy Thanh ký vô đây. Ai cũng vậy hết con ơi, cha cũng phải ký cho con, chứ cha không được hết không. Quản nhiệm ký vô đây. Sư thầy thấy hồ sơ này hơi khó không? Bác sĩ nói làm sao? Bác sĩ nói là
Ở đây cha cũng phải ký vô con, cha cũng phải ký để cùng chịu trách nhiệm để khám bệnh, chứ không phải cha là người nói nãy giờ cha nói rồi cha đứng trong ngoài, cuối cùng cha là người chịu trách nhiệm sau cùng nha. Rồi, đây là cha đã ký vô để cha chịu trách nhiệm nha. Từ nay trở đi là mọi người lên xuồng để giải quyết vấn đề nha. Coi như là mọi người cùng ký tên rồi thì ai cũng phải chịu trách nhiệm. Mọi người ở đây ký tên là thương con phải thương lại những người này nha. Là con phải cố gắng giữ mình ăn uống theo lời dạy của bác sĩ, của y sĩ, của lương y nha. Đến khi nào con hết bệnh thì cha sẽ viết một cái thư hồi báo cho hội chữ thập đỏ của xã con. Khi con về, con hết bệnh con về rồi, con cầm một cái thư hồi báo ở tại đây, về con gửi vô xã con. Con nói là ngày xưa tôi đi khám bệnh, hồi năm 2018 tôi đi khám bệnh ở đây, ông ký giấy cho tôi năm 2030 tôi hết bệnh tôi cũng giấy về cho không. Nghe lớn rồi. Năm 2030 là bao nhiêu năm? 12 năm, con biết 12. Không có ai mà trước con 12 năm đâu. Thì nhanh nhất là 3 tháng, còn trung bình là 6 tháng, còn kiên cử đúng nữa thì chừng 8-10 tháng là xong con. Lẹ lắm con ơi, không có lâu đâu nha. Lẹ lắm con. Chứ cái bệnh con bác sĩ chạy mà con hiểu cho chữa ngàn hết là cho chịu thua à. Vậy khi con về quê hương của con, con hết bệnh rồi con sẽ cầm một cái giấy hồi báo gửi cho ủy ban xã của con, nói là ngày con đi khám bệnh các ông ký giấy cho con, bây giờ con về con trình giấy cho các ông là con đã khỏe rồi, phòng khám ở đây đã gửi lời cảm ơn của các ông nha. Rồi tụi con có ý kiến gì nữa không? Không ha, mọi người cùng nhau thống nhất vậy phải không? À, cái này vậy bây giờ cha giao lại bệnh nhân này cho ban viện chẩn nha. Xin ban viện chẩn này cố gắng làm sao điều khiển liệu pháp cho bệnh nhân này mau bình phục sớm. Cuối cùng cha cầu xin Chúa chúc lành cho mọi người nha. Nhân cha và con và thánh thần anh em. Sáng danh đức Chúa Cha và đức Chúa Con và đức Chúa Thánh Thần. Chúng con và vì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được lên chỗ nghỉ ngơi ngày xanh thế mà đức Chúa Trời sáng nay như vậy vô cùng nha. Nhân cha và con và thánh thần. Rồi xin cảm ơn sư thầy, cảm ơn mọi người nha. Bây giờ đi theo lương y nha. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị.